Ba Lan sẵn sàng chuyển thêm 60 xe tăng cùng Leopard 2 cho Ukraine. Thủ tướng Morawiecki thông báo Ba Lan sẵn sàng chuyển thêm 60 xe tăng đã hiện đại hóa bên cạnh 14 chiếc Leopard 2 cho Ukraine. Ngay bây giờ Ba Lan sẵn sàng chuyển 60 xe tăng đã hiện đại hóa, 30 trong số đó là mẫu vt 91 cùng 14 chiếc Leopard 2 thuộc sở hữu của chúng tôi, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki ngày 26 tháng 1 thông báo. Thông báo được ông Morawiecki đưa ra sau khi Đức chấp thuận cho phép các quốc gia sử dụng Leopard 2, trong đó có Ba Lan, chuyển mẫu xe tăng chủ lực cho Ukraine. Canada ngày 26 tháng 1 thông báo sẽ chuyển 14 chiếc Leopard 2 cho Ukraine. Tây Ban Nha cho biết sẵn sàng cung cấp các mẫu tăng chủ lực này. Ukraine nhận định họ cần hàng trăm chiếc Leopard 2 để đẩy lùi lực lượng Nga. Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Marcin Osepia ngày 27 tháng 1 nhận định sẽ mất khoảng 3 tháng để xe tăng Leopard 2 từ Ukraine. Điều này phụ thuộc vào quốc gia chúng ta đang đề cập, song tôi ước tính mất khoảng một quý tới khi những chiếc xe tăng đó có thể thực sự ở trên lãnh thổ Ukraine và tham chiến. Ông Osepa nói, Ba Lan phát triển xe tăng chủ lực PT-91 dựa trên mẫu T-72M1, nước này sản xuất theo giới phép của Liên Xô. Quân đội Ba Lan biên chế PT-91 từ năm 1995, hơn 280 chiếc đã xuất xưởng, bao gồm mẫu sản xuất mới và nâng cấp từ T-72M1 PT-91 nặng 45,9 tấn, kiếp lái 3 người, được trang bị pháo chính 2A46-125 ly, súng đồng trục 7,62 ly và súng 12,7 ly. PT-91 có thể đạt tốc độ tối đa 60 km h tầm hoạt động 650 km hoặc 700 km cùng với dầu phụ. Ba Lan bắt đầu viện trợ xe tăng cho Ukraine từ tháng 4 năm 2022, hai tháng sau khi chiến sự với Nga bùng phát. Ba Lan chuyển những chiếc PT-91 đầu tiên cho Ukraine vào tháng 7 năm 2022, song chưa rõ tổng số tính tới nay. Vai trò của xe tăng trong xung đột Nga-Ukraine Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, nhiều người cho rằng xe tăng đã bước qua kỳ huy hoàng nhất và ngày nay đang bị lép vế trước máy bay không người lái hoặc tên lửa dẫn đường bắn và quên. Tuy vậy, những gì diễn ra trong thời gian gần đây cho thấy sự xuất hiện của xe tăng trên chiến trường với tần suất lớn có thể đào ngược tình thế một cách đáng kể. Sau nhiều tuần xem xét, Đức ngày 26 tháng 1 tuyên bố sẽ gửi xe tăng Leopard 2 tới Ukraine, trong khi Mỹ cũng thông báo sẽ chuyển giao xe tăng M1 Abram của nước này. Nhiều quốc gia châu Âu khác cũng bày tỏ ý định tương tự. Nhưng Ukraine cần nhanh chóng đưa xe tăng thế hệ mới của phương Tây vào chiến đấu khi nước này đang chạy đua với thời gian trong bối cảnh có nhiều đồn đoán cho rằng Nga có thể nhanh chóng tập hợp lực lượng để chuẩn bị cho cuộc tấn công mới. Nga đang cố gắng tái tập hợp lực lượng. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Andriy Zahonyuk hiện là người đứng đầu Tổ chức Tư vấn An ninh Trung tâm Chiến lược Quốc phòng nhận định. Theo ông, Nga muốn huy động một lực lượng lớn hơn và có thể tiến hành cuộc tấn công mới vào mùa xuân này. Nói cách khác, đã đến lúc Ukraine cần tăng cường trang bị vũ khí. Ông Zahoniuk cũng như nhiều chuyên gia quốc phòng phương Tây tin tưởng xe tăng sẽ là phương tiện quyết định trong trận chiến tiếp theo tại Ukraine. Nga và Ukraine chạy đua cho cuộc tấn công vào mùa xuân Cả Nga và Ukraine đều đang chạy đua với thời gian để chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới vào mùa xuân, điều mà cả hai bên tin rằng sẽ là chìa khóa để quyết định tương lai cuộc chiến. Giới phân tích cho rằng bên nào tấn công trước sẽ giành được lợi thế, buộc đối phương phải thay đổi kế hoạch. Hồi đầu tháng 1 năm 2023, tình báo quân sự Ukraine cảnh báo Tổng thống Nga Putin đang lên kế hoạch để tiến hành đợt huy động thứ hai ngoài 30.000 binh sĩ mới nhập ngũ vào tháng 10 năm 2022, ông William Amberquy, chuyên gia tại Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế cho rằng nếu Nga tiếp tục huy động thêm hàng trăm nghìn người nhập ngũ, thì điều này đồng nghĩa với việc vào cuối mùa đông hoặc đầu mùa xuân họ có thể cố gắng phá vỡ các tuyến phòng thủ của Ukraine. Đây là lý do tại sao phương Tây tính đến việc cung cấp xe tăng chiến đấu cho Ukraine, bởi điều đó có thể giúp họ ngăn chặn bất cứ cuộc tấn công nào của Nga. Đánh giá của Viện Nghiên cứu Chiến tranh cũng cho rằng quân đội Nga đang tập hợp lại lực lượng để chuẩn bị cho một cuộc tấn công quyết định ở khu vực Donetsk và Lugansk, phía đông Ukraine. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh, Nga không có khả năng tiến hành một cuộc tấn công từ Belarus, nước láng giềng phía bắc của Ukraine, mặc dù Moscow từng làm như vậy khi bắt đầu phát động chiến dịch quân sự đặc biệt. Kể từ khi xung đột bùng nổ ra vào hồi tháng 2 năm 2022, Nga đã đạt được một số tiến bộ ở phía đông và nam Ukraine, song vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ ở một số khu vực. Nhưng sau đó Nga đã thay đổi chiến lược với việc liên tiếp thực hiện các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng tại Ukraine bằng tên lửa trong những tháng gần đây nhằm làm giảm sức mạnh chiến đấu của đối phương. Sự khác biệt so với giai đoạn đầu của cuộc xung đột, Ukraine được cho là đang lên kế hoạch tiến hành cuộc phản công để giành lại toàn bộ các vùng lãnh thổ đã mất vào tay Nga, Giới phân tích cho rằng nhiều khả năng sẽ có sự khác biệt giữa các cuộc phản công này với cuộc phản công mà Kiev thực hiện vào mùa hè và mùa thu năm 2022 trên mặt trận Kharkov và Kherson. Bởi hiện nay, Nga đã thiết lập tuyến phòng thủ vững chắc với quy mô lớn chưa từng thấy ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai tuyến phòng thủ này kéo dài hàng trăm km với những ụ bê tông hàng rào chống thiết giáp tổ súng máy và chiến hào bong ke được thiết kế để chống lại các trận địa pháo để bộ binh ukraine có thể chọc thủng phòng tuyến kiên cố như vậy họ cần sự hỗ trợ của lực lượng tấn công bọc thép đặc biệt là thiết giáp hạng nặng do nato cung cấp ông Oleksiy Menik, người đồng sáng lập trung tâm Razumkov ở Kiev đánh giá, Ukraine có thể tập trung thiết giáp hạng nặng của NATO trên một mặt trận cụ thể. Dựa trên thông tin mà trung tâm nhận được từ các quân chức quân đội và chính phủ Ukraine, chuyên gia này nhận định mặt trận đó sẽ là Zaporozhia hồi đầu tuần cnn đăng tải một bài viết cho biết các quan chức mỹ và nato đã hối thúc ukraine từ bỏ việc phòng thủ lãnh thổ mà nước này đang chiếm giữ ở khắc sơn và biển azov đồng thời bố trí lực lượng của kiev tại cửa ngõ crimea một bước đột phá lớn của ukraine ở zaporusia sẽ đe dọa nghiêm trọng cây cầu trên đất liền nối giữa khu vực rostov của nga ở crimea cơ quan tình báo của bộ quốc phòng anh lưu ý Mặt trận phía nam giữa Kherson và Dnipropetrovsk đang trong tình trạng bế tắc vì quân đội hai nước bị ngăn cách bởi sông Dnipro, một trong những con sông lớn nhất châu Âu. Để đổ bộ bên bờ sông do Nga kiểm soát, Ukraine cần một lượng lớn binh sĩ, pháo binh và phương tiện đổ bộ. Lựa chọn cho Kiev là Zaporozhye, khu vực nơi sông Dnipro trải qua và là nơi các lực lượng Ukraine vẫn kiểm soát một phần bờ phía đông. Theo ông Thibault Fonilet, nhà phân tích tại Tổ chức Nghiên cứu Chiến lược, địa hình ở Zaporizhia bằng phẳng và phần lớn không có các khu đô thị lớn, khiến nơi đây trở nên lý tưởng cho hoạt động của các sư đoàn thiết giáp. Các cuộc tấn công quy mô nhỏ của Nga tại Zaporizhia trong suốt một tháng đã củng cố dự đoán rằng nơi đây sẽ trở thành điểm nóng mới của cuộc chiến. Nếu Ukraine giành được lợi thế ở mặt trận này, các tuyến tiếp tế của Nga trên bờ biển Azov và Biển Đen sẽ nằm trong tầm bắn của tên lửa Himars. Nhưng thời tiết đang bất lợi với Ukraine quốc gia đã để vượt mất cơ hội tiến hành một cuộc tấn công vào mùa đông khi tan băng vào mùa xuân địa hình lầy lội sẽ cản trở hoạt động của xe tăng chưa kể những chiếc xe tăng mà phương tây cam kết cung cấp cho ukraine là những hệ thống phức tạp đòi hỏi quá trình huấn luyện kéo dài vì thế có thể phải mất vài tháng mới được triển khai chúng trên chiến trường